Hello, thì trong bài học ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ về một cái nội dung đó là liên quan đến câu lệnh rẽ nhánh switch cây. Thì buổi trước thì chúng ta đã học về if else rồi, thì trong buổi hôm nay thì mình sẽ học một cái câu lệnh thứ hai. Rồi thì trong trong cái câu lệnh này thì câu lệnh switch cây này sẽ được sử dụng để khi chúng ta cần phải xử lý mà trong cái bài toán chúng ta nó có quá nhiều nhánh, và đa số là trong cái trường hợp mà nó nhiều nhánh như vậy thì có nghĩa là chúng ta sẽ nó sẽ có như rất là nhiều trường hợp hoặc chúng ta sẽ nghĩ đến ngay việc là sử dụng câu lệnh switch cây. Tuy nhiên là câu lệnh này thì nó có khá là nhiều những cái nhược điểm, thì cụ thể là những nhược điểm gì thì lát nữa thì tôi sẽ chia sẻ cụ thể hơn. Rồi thì bây giờ thì các bạn sẽ xem cái mô hình hoạt động của nó nhé. Rồi thì các bạn nhìn ở trên cái sơ đồ ở đây thì các bạn sẽ thấy một điều là nó sẽ có một cái để check, đó là ở đây là mình sẽ có thể là check một cái biến nào đó, hoặc là chúng ta sẽ kiểm tra một cái biểu thức nào đó. Và ở bên bên trong câu lệnh switch cây này thì nó sẽ có danh sách các cái cây để mình có thể kiểm tra. Ví dụ đó là cái cây thứ nhất đi, cây value 1, thì nó sẽ check cái biến này hoặc là cái biểu thức này với cái cây này xem nó có bằng hay không. Có nghĩa là nó chỉ chấp nhận một cái điều kiện, đó là so sánh bằng thôi. Thì mình sẽ check ở đây xem nó bằng hay không. Nếu mà bằng thì nó sẽ thực hiện cái đoạn code ở trong cái cây thứ nhất, thì ở đây nó có một cái hình là code block 1. Nếu mà sai, có nghĩa là nó không bằng, thì nó chuyển sang cái cây tiếp theo. Ở trong cái cây tiếp theo này, nếu mà đúng thì nó sẽ thực hiện cái đoạn code của cái cây đó. Nếu không thì tiếp tục nó lại chuyển sang cái cây tiếp theo. Rồi và nó cứ như vậy cho đến hết. Và khi nào mà nó không ở trong cái danh sách cái cây này, nó không tìm thấy cái giá trị nào đúng, thì nó sẽ đến một cái cây, đó là cái cây default. Thì đây là mấy cây mặc định. Nếu mà các bạn còn nhớ lại ở cái bài if else lần trước, nó mà có nhiều trường hợp if else if ấy, thì nó sẽ rơi vào trường hợp là L cuối cùng, thì nó chính là cái default này, có nghĩa là nó không nằm trong cái cây nào trong danh sách cái cây mà đã khai ra ở đây thì nó chạy default. Nếu mà chúng ta không có default thì coi như là câu lệnh switch cây này chúng ta sẽ không chạy. Đó đây các bạn, đấy là về cái mô hình hoạt động của nó là như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến code. Chúng ta sẽ tạo ra một cái file mới đi. Ở đây mình sẽ là ex08. Rồi, thì cái cú pháp của cái câu lệnh switch cây là như sau. Thứ nhất nhé, chúng ta sẽ có một cái từ khóa là switch. Và trong này chúng ta sẽ đưa biểu thức hoặc là biến vào. Ví dụ nhé, ở đây tôi có một cái biến là biến number đi. Ở giữa number tôi để đây là bằng 1, đúng không? Đó thì ở đây mình sẽ check number. Sau đó mình nó sẽ có một cái cặp ngoặc như này. Và ở đây thì nó sẽ chia ra danh sách các cái cây. Ví dụ như là mình sẽ giả sử như là cây 1 thì đúng không? Đó. Và ở đây mình sẽ là code cây 1. Và trong đoạn code cây 1 này có thể là nó sẽ có không không chỉ là một dòng mà nó có rất nhiều, thì chúng ta sẽ phải kết thúc nó bằng từ khóa break. Tiếp theo là mình sẽ đến cây thứ hai. Đây là code cây 2. Cây 2 nhé. Đó, và chúng ta sẽ break cây 3. Đây, code cây 3. Rồi, và tương tự như vậy cho đến trường hợp cuối cùng, đó là sẽ có là default. Ở đây thì tôi thiếu break này. Đó. Default. Và ở đây chúng ta sẽ vẫn có break cuối cùng nhé. Phần break này thì chúng ta có thể bỏ qua, break cuối cùng chúng ta có thể bỏ qua. Nhưng mà chúng ta cứ thêm vào nó cũng không mất gì. Rồi. Vậy cái này nó sẽ chạy như nào? Thứ nhất nó sẽ kiểm tra xem là biến number này có bằng 1 hay không, thì nó sẽ chạy cái này. Number có bằng 2 hay không thì nó sẽ chạy code của cây 2. Có bằng 3 hay không thì chạy code của cây 3. Và cuối cùng thì nó không rơi vào trường hợp là 1, 2, 3 ở đây thì nó sẽ chạy default. Đó, các bạn hiểu cơ bản là như vậy. Rồi các bạn sẽ quay lại cái slide này, các bạn mình sẽ có lưu ý ở đây nhé. Đó là các giá trị cây ở đây nó chỉ chấp nhận đó là số nguyên, kiểu chuỗi này, kiểu boolean, null và số thực. Ngoài ra các cái kiểu liên quan đến mảng hay là resource các thứ thì nó sẽ không chấp nhận nhé. Rồi thì đó là về một số những cái lưu ý liên quan đến cái kiểu dữ liệu của các cái cây này. Ví dụ các bạn sẽ nhìn thấy có một vấn đề ở đây, đó là tôi sẽ phải khai báo từng cây một và tôi hiển thị code ra. Ví dụ như là cây 1 với cây 2, giả sử tôi để nó là cái đoạn code này nó trùng nhau đi, thì tôi trong trường hợp như vậy thì tôi muốn khai báo thì tôi sẽ làm như sau.
Đây, ví dụ như là tôi để cây 2 như này. Đó, cây 1, cây 2 như này. Hai chấm thì có nghĩa là cả hai trường hợp 1 và 2 thì nó sẽ chung nhá. Đó. Cái trường hợp này thì tôi sẽ phải bỏ đi nhá. Đó. Có nghĩa là cả 1 và 2 thì nó sẽ chung với đoạn code này. Còn nếu mà tôi tách ra thì tôi sẽ phải ví dụ ở cái đoạn code ở bên trên này là một đoạn code khác này, bên dưới này lại là một đoạn code khác. Rồi. Bây giờ thì tôi sẽ thử một cái ví dụ luôn nhé. Thì tạm thời là cái phần này thì tôi sẽ bỏ đi này. Tôi sẽ mở cái cây 2 này ra. Rồi, bây giờ cái bài toán ở đây của tôi là gì? Đó là tôi sẽ muốn kiểm tra xem là nó là thứ mấy chẳng hạn đúng không? Kiểm tra thứ trong tuần nhé. Thứ nhất đó là giả sử như là number tôi để nó bằng 1 đi. Thì ở đây thì tôi sẽ để nó là chủ nhật nhá. Number bằng 2. Tôi sẽ để nó là thứ hai. Number bằng 3. Tôi để đây là thứ ba. Number bằng 4. Và đây là thứ tư. Number bằng 5. Thì sẽ là thứ năm. Number bằng 6 này. Đây là thứ sáu. Number bằng 7. Rồi đây gọi là thứ bảy đúng không? Rồi. Bây giờ thứ nhất đó là tôi sẽ để như này và ở đây thì tôi sẽ in ra đó là echo này. À, chủ nhật đúng không? Đây, mình sẽ hôm nay là chủ nhật. Rồi, tiếp theo thì tôi sẽ ở bên dưới này. Đây thứ hai đúng không? Là thứ hai. Tiếp theo ở đây là thứ ba. Đó. Rồi, tôi tiếp tục với tương tự với thứ tư, năm, sáu nhé. Đây là bốn này. Thứ tư đúng không? Chỗ này tiếp theo đó là thứ năm. Thứ năm này. Cái này tôi tát nó vào trong một chút. Thứ sáu, thứ bảy. Thứ sáu đúng không? Thứ sáu này. Tiếp theo ở đây đó là thứ bảy. Rồi. Và cái trường hợp default này là cái gì? Default này đơn giản là cái số này nó không phải là nó lớn hơn bằng một đi thì nó sẽ rơi vào trường hợp cuối cùng này. Không hợp lệ nhá, đúng không? Tuy nhiên là trên thực tế không phải lúc nào cũng sẽ phải có default nhé. Các bạn lưu ý giúp mình cái phần đó. Rồi bây giờ mình thử chạy nhé. Đó, thì hôm nay là chủ nhật đúng không? Rồi, thứ hai đi. Đó, hôm nay là thứ hai. Chúng ta thử thay thành số 0 nhé. Đó thì là sẽ báo không hợp lệ. Bài toán này chúng ta hoàn toàn có thể xử lý được bằng if else ấy. Tuy nhiên là nó sẽ rất là dài. Thì ở đây thì mình sẽ sử dụng cái phương án là sử dụng câu điều kiện câu rẽ nhánh là switch case. Ok, đấy là một cái ví dụ cơ bản liên quan đến cái việc là mình sẽ sử dụng switch case để mình xử lý cái việc này. Đấy như tôi đã nói rồi, nếu mà chúng ta muốn có nhiều trường hợp hoặc vào thì chúng ta có thể là chúng ta sẽ đưa cả hai cái cây vào trong một cái block chẳng hạn. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục. Ở đây nó có một số những lưu ý thì thứ nhất là về những cái kiểu dữ liệu chấp nhận thì tôi đã nói rồi. Bây giờ tiếp theo là đến là các cái quan hệ so sánh. Ở đây thì chỉ có so sánh bằng nhé. Lưu ý cho mình là chỉ có so sánh bằng. Nếu mà mình muốn so sánh phức tạp thì chúng ta sẽ phải viết một cái biểu thức ở bên ngoài hoặc là mình đưa một biểu thức vào đây.
Và tất nhiên cái biểu thức đấy thì cái giá trị của nó chỉ là chu hoặc là khô thôi. Đó, các bạn lưu ý giúp mình cái đó. Đó là chỉ có so sánh bảng. Rồi, trong trong số SplitKey thì có thường là áp dụng cho trường hợp mà quá có quá nhiều nhánh. Và tất nhiên là điều kiện của nó sẽ là hoặc nhé. Rồi. Tiếp theo này. Trong SplitKey thì mình có thể kết hợp với if else để mình tăng cái sự linh hoạt cho nó. Thì lát nữa mình sẽ có một ví dụ để mình lồng cái if else vào trong SplitKey đúng không? Đây, ví dụ như trong từng SplitKey này mình có thể mình đưa if vào đây này. Đó, mình có thể đưa if vào đây đúng không? Đó thì nó sẽ tăng cái sự linh hoạt. Ngoài ra thì nó có một trường hợp nữa là đó là mình sẽ liên quan đến việc là lồng. Chúng ta có thể lồng lồng các cái câu lệnh SplitKey nữa vào. Tuy nhiên là cái phần đó thì khá là rối. Mình nghĩ là mình cũng không 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 nên dùng cái cách đấy. Rồi, mình nên tận dụng if else. Rồi, ở đây thì bây giờ mình sẽ thử một cái ví dụ khác nhé. Cái ví dụ tiếp theo ở đây tôi muốn chia sẻ cái ví dụ này thì đây là một cái ví dụ kinh điển liên quan đến cái, nếu mà các bạn nào đã được học lập trình rồi thì các bạn sẽ thấy nó liên quan đến việc là ngày tháng. Ok. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái sơ đồ mà tôi có chia sẻ ở đây. Thì cái một cái bảng này thì các bạn sẽ nhìn thấy nhé. Tôi có một cái bài toán là tôi sẽ kiểm tra xem là mình sẽ nhập vào tháng hoặc là năm. Mình sẽ kiểm tra xem là cái tháng đó có bao nhiêu ngày. Thì chúng ta sẽ có đó. Đây thì bài toán của ta nhé. Kiểm tra số ngày trong tháng. Đúng không? Đó, thì ở đây thì chúng ta ban đầu chúng ta phải xác định đó là input đúng không? Input của chúng ta đó là nhập nhập tháng này. Nhập vào tháng. Và chúng ta sẽ phải nhập vào năm nữa. Trường hợp nhập năm là để chúng ta xử lý trường hợp tháng 2. Để tháng 2 nó có thể nó sẽ có năm 29 ngày, có năm 28 ngày. Đấy chúng ta sẽ nhập vào năm. Output. Đưa ra số ngày trong tháng. Rồi, một cái bài toán nó cơ bản như vậy. Rồi, thì trong cái bài toán này ban đầu chúng ta sẽ phải có một cái biến là biến MUN đúng không? Ví dụ như là tháng 3 đi, chưa? Chúng ta sẽ có một đó là year. Đó. Cái chỗ đây chính là cái chỗ này chính là input nhé. Bây giờ việc tiếp theo của chúng ta đó là chúng ta sẽ cần phải xử lý liên quan đến cái bài toán của chúng ta. Rồi thì các bạn nhìn vào bảng đây các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ có những tháng 31, 30 ngày, trừ tháng 2 ra nhé. Thì nó sẽ có những còn những cái tháng này thì khá là đơn giản thôi. Chúng ta nhìn thấy ở đây này. Chúng ta sẽ thấy ở đây là có tháng có 31 ngày là tháng tháng 1 đúng không? Tháng 3. Rồi, mình sẽ nốt luôn ở đây cho nó dễ nhé. Đó. Tháng 31 ngày. Tháng 31 ngày ở đây thì sẽ có tháng nào đó là tháng 1 này. Tiếp theo này ở đây là có tháng 3 này. Tháng 5 này. Ở đây mình có tháng 7, tháng 8. 7, 8 đúng không? Ở đây thì tiếp theo mình có tháng 10 và tháng 12. Đó. Tháng 30 ngày nhé. Tháng 30 ngày là những tháng ở đây thì mình sẽ có ra tháng 4 này. Tháng 4 chúng ta tiếp theo ta có tháng 6 này. Tháng 4, tháng 6, tháng 9 và tháng 11. Tháng 28, 29 ngày thì có tháng 2. Đấy thì ở trong trong cái tháng 2 này thì mình sẽ phải tính toán làm sao là trường hợp nào là 29 ngày và trường hợp nào là 28 ngày. Thì cái này thì các bạn sẽ phải có thể kết hợp với Google để mình tìm ra một công thức tính. Cái này dựa vào cái công thức là tính cho một năm này có phải năm nhuận hay không ấy. Trong phạm vi của cái bài hướng dẫn này thì tôi không bàn đến cái việc là tính đúng sai của năm nhuận hay không. Thì tôi có tìm hiểu thì có được biết đó là năm năm nhuận nhé. Năm nhuận thì sẽ chia hết sẽ bằng 5 chia hết cho 4. Chia hết cho 4 nhé. Chia hết cho 4. Rồi. Ok thì bây giờ mình sẽ tiếp tục
đó là chúng ta sẽ đưa vào squid case để mình tính. Đây, squid đúng không? Chúng ta ban đầu mình sẽ xử lý trường hợp măn trước. Rồi ở đây chúng ta sẽ thấy ở đây đó là những cái trường hợp mà tháng tháng 2 nhá. Ban đầu mình sẽ để tháng 2 ở đây này, nhá. Cây 2. Cây 2. Ở đây mình break. Rồi. Và chúng ta sẽ echo này. Tháng 2 có 29 ngày. Tạm thời mình cứ để thì thế đó, trong lát nữa mình sẽ tính toán nhé. Tiếp theo này, chúng ta có tính tháng 30 ngày. Đó là tháng 4 này. Tháng 6 này. Tháng 9 này. Tháng 11 này. Đó. Rồi, ở đây thì mình sẽ break. Và chúng ta sẽ echo tháng đúng không? Xong rồi mình cách ra là month có 30 ngày. Và chúng ta sẽ có một trường hợp ngược lại đúng không? Rồi, ở đây thì chúng ta ghi cái tháng còn lại thì có 31. Rồi, ở đây thì nhiều bạn sẽ thắc mắc đó là tại sao mình sẽ không xử lý 31 ngày trước xong đến 30 xong đến tháng 2. Thì chúng ta sẽ ưu tiên trường hợp nào mà nó có ít trường hợp nhất. Ví dụ như là ít trường hợp nhất là tháng 2 đúng không? Sau đó mình sẽ đến một trường hợp tiếp theo đó là tháng có 30 ngày. Thì là nó chỉ có 4 thôi, 4 tháng thôi. Mình sẽ khai báo vào đây. Thế còn tất cả trường hợp còn lại thì nó sẽ mình sẽ đưa vào trường hợp cuối cùng đó là default để tránh việc là chúng ta sẽ phải khai báo cái cây này quá nhiều. Đó. Rồi, ở đây thì các bạn sẽ thử chạy nhé. Xem kết quả cho ra là gì. Đó, chúng ta sẽ thấy là tháng 3 có 31 ngày đúng không? Rồi, đây đúng ở trường hợp ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ để đây là tháng 2 đi. 29 đúng không? Bây giờ tháng 4 đúng không? Tôi để tháng 4 nào. Đấy là bạn tháng 4 có 30 ngày đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ xử lý cho trường hợp nó 5 liên quan đến 29 là 28 ngày. Thì chúng ta sẽ lồng if vào đây. Chúng ta lấy chia là chia cho 4. Chúng ta học toán thử phần trăm rồi, toán thử phần trăm ở đây chính là chia lấy phần dư. Chúng ta chia 4 bằng 0 như này thì có nghĩa đồng nghĩa với nó, có nghĩa là nó chia hết cho 4. Và chúng ta sẽ có trường hợp ngược lại đây. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thử đến tháng 2 nhé. Đó có 28 ngày. Ok nhá. Như tôi đã nói ở phần trên rồi, tôi sẽ không bàn đúng liên quan đến việc là đúng sai ở đây. Thì tôi chỉ ở đây là tôi sẽ chia sẻ về cách làm thôi. Chứ còn cụ thể hơn thì có thể là công thức của nó không hẳn là như này, có thể là thêm một điều kiện là nó không chia hết cho 100 nữa. Còn đó cái đó các bạn có thể nghiên cứu thêm để tìm ra được một công thức để mình có thể mình áp vào. Tôi chỉ bàn luận ở đây đó là về cách xử lý bài toán thôi. Đó thì đây là một cái bài tập kinh điển với bạn nào các bạn nào mà đã từng theo học lập trình ở các trường đại học thì các bạn sẽ thấy là đều có cái bài toán như này. Ok, thì đó là về câu lệnh rẽ nhánh switch cây. Câu cái hiện tại thì cái về liên quan đến cái câu lệnh này cũng sẽ được sử dụng, tuy nhiên là nó sẽ không không được sử dụng quá nhiều. Nhưng là các bạn cũng cần cần phải biết nó thì sẽ có trường hợp chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến nó. Ok, thì hẹn gặp lại các bạn ở các bài học tiếp.